Rồi, vừa giống Hai Đông xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe ha. Thì em nói một tháng em mới quay lại em làm cái clip mà trồng mấy cây dừa cho cô chú anh chị coi. Thì hôm nay thì em thấy có hiện tượng lạ, em sẽ cho cô chú anh chị coi ha. Thì cái clip em mới đăng thì em làm, thường em làm clip em đăng liền chứ em không có để. Thì đây là ba cái cây dừa trước mà em trồng cho cô chú anh chị ha. Cái cây đầu tiên là cây dừa dứa nè. Cây thứ hai là cây dừa ta, cây thứ ba là cây dừa má lai, mà cô chú anh chị có thấy khác biệt không? Chỉ trong có mấy ngày, chưa được 5 ngày mà hôm nay nó đã ra cái lá ra rồi cô chú anh chị. Hôm nay cận cảnh cây dừa nó đã la ra cái lá nè. Cô chú anh chị có xem cái clip trước cô chú anh chị thấy đó. Lúc trồng thì nó nhỏ xíu và cái mọng con chút mà hôm nay thì cây dừa nó đã phát triển rất là tốt, nó ra lá nè. Ở đây em làm, đây làm cho nó cái môi trường khắc nghiệt luôn nha cô chú anh chị. Đây là mấy con gà nó phá bà cố luôn, này nó phá còn hơn gà gà nồi nữa cô chú anh chị. Đây em có đó, em để nó trong đây luôn, em rào lại hết luôn, em cho ba cây dừa này coi nó phá không, nó bươi, em mới vừa đã đắp lại đó chứ em không có nhổ nên em thay cây khác nha cô chú anh chị. Nhìn nè, không có giấu gì nha, em chỉ bươi ra rồi nó bươi ra quá là em chỉ hốt lại thôi ha. Còn mấy cây này thì em thấy là nó có hiện tượng nó bị hơi héo rồi, mặc dù là đất này cô chú thấy không, em tưới nè ướt me mà đó. Thì cây dừa này hôm nay là cô chú anh chị thấy nó phát triển rất là tốt đó ha, cận cảnh thấy cô chú anh chị ha. Đó, cây dừa phát triển nó rất là tốt. Em tin chắc là cái cây dừa này á là một thời gian nữa nó sẽ dí bằng mấy anh này luôn. Tại vì cô chú anh chị có coi nhiều cái clip em đăng á, cô chú anh chị sẽ thấy là có một cái vườn dừa em quay ở Long An đó. Thì cái vườn đó là mua năm 2019, đến nay là 27 tháng là đã bán được 3 lần dừa nạo rồi đó cô chú anh chị, là dừa uống nước đó. Còn cái dừa kế bên là trồng cao khoảng này nè, nhưng mà chưa có bán được cái lứa nào hết á. Thì đó là cái thực tế mà em cho cô chú anh chị coi ha. Thì cô chú anh chị chịu khó theo dõi đi, em sẽ quay cho cô chú anh chị xem cái dừa khô mà em đang bẻ xuống em chuẩn bị ươm cho cô chú anh chị xem ha cô chú anh chị ha. Đây là những cây dừa mã lai mà vô trong bọc á cô chú anh chị. Thì vô trong bọc này nó có một cái ưu điểm, nó có một cái lợi thế là cô chú để bao nhiêu lâu cô chú trồng cũng được hết. Thì cái số dừa này là của khách người ta gửi ha, người ta gửi cho cao khoảng như giống như vậy nè, thì ra nó đồng đều với nhau hết thì người ta sẽ lấy về người ta trồng ha. Thì để trong cái bọc này có ưu thế là nó khác với cô chú để ngoài, là cô chú nhổ á nó sẽ bị đứt rễ, cô chú phải bỏ rễ. Còn để trong bọc này thì cô chú anh chị cứ xé bọc trồng, không có liên quan gì tới rễ. Cái rễ, bộ rễ của nó nằm ở trong bọc nó rất là êm ha, nó không có hư hao luôn nữa. Cô chú đặt xuống là rễ nó sẽ sống ha cô chú anh chị ha, chứ nào có giống như để ở ngoài đất rồi nhổ lên thì phải bỏ rễ ha cô chú anh chị. Thì em khuyên cô chú anh chị á, trồng ngoài dừa á thì cô chú anh chị cứ cứ mạnh dạn mà trồng. Em không có bao giờ mà em chỉ bậy bạ cô chú anh chị hết á, em đi trồng dừa rất là nhiều rồi em không có chỉ bậy chỉ bạ cô chú anh chị. Cứ trồng mà dừa mà khoảng khoảng cỡ này nè hoặc là cỡ này nè đó, thì nó sẽ phát triển, cây dừa phát triển rất là tốt cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị trồng cao quá như vậy nè, cây dừa mà trồng cao quá cô chị chủ anh chị, ông ở trong điện thoại của chú anh chị không thấy chứ ở ngoài của chú anh chị thấy là những cái mầm, những cái đọt này nó đang nó hơi héo rồi nè đó ha. Đó là đôi lời của mà em hướng dẫn cô chú anh chị như vậy đó. Thì còn cái nguyên nhân mà chuột hay là gà này kia ở đây không có đâu cô anh chị, kiến này kia nó không có cắn, không có phá đâu cô chú anh chị. Đó, cái này là ở đây là chuột gà đồ em làm thực tế hết nè, không có con nào mà cắn phá được của mình, nó kiến cũng không cắn phá được đâu hay cô chú anh chị ha. À, đây là dừa khô nè cô chú anh chị, để cô chú anh chị nói em lựa cây đẹp đồ quay không, với lại ở trên cây thì nhìn không rõ thì giờ em đốn xuống đất này nè cô chú anh chị ha. Thì dừa má lai bầu thì em đốn xuống để ươm nè cô chú anh chị. Nó thì em mới có vạt ở trong đó em ươm số rồi á. Cái này là cô chú anh chị nhìn ha, thì em thì mã lai bầu thì em nói mã lai bầu thôi chứ em không có thiệt sự là em cũng không có lừa gạt ai bao giờ hết trơn á. Em ở nhà vườn ở trên cây này cô chú anh chị thấy ha, rồi em đốn xuống em ương đó. Thì cỡ dừa cô chú anh chị ha, dừa thì nói chung á cỡ cỡ này nè mình ươm á thì nó đạt lắm cô chú anh chị. Còn mình đừng có để nó khô quá như vậy nè, nó khô quá như vậy nè cô chú biết không, nó hỏng, nó ít thấm nước lắm.
Rồi cái này là cô chú nhìn vẻ chứ cái này là nó đỏ vỏ hết rồi, nó đỏ cái sơ hết rồi cô chú anh chị ha. Thì cái dừa má lai bầu này á thì sai ra nó sai lắm chứ không có ấy đâu cô chú anh chị. Đây là cái buồng dừa này nè, nó tầm nếu mà cái này là ít rồi đó cô chú anh chị, mà trái là rất là chuẩn nha cô chú anh chị. Trái của nó này cô chú anh chị, nó không có mà nhỏ đâu, tại vì nhìn trong điện thoại thấy nó vậy chứ ngoài nó bự lắm, nó tầm 20 mấy trái á đó. Đó chứ không phải em lựa buồng đẹp em quay đâu nha, nè nhiều lắm nè cô chú anh chị. Đây nè cô chú anh chị thấy ha, đó ha, ở đây nè, đây đó đó. Rồi như em nói nè, trong trong buồng thì nó có một số trái nó bị ép nè cô chú anh chị ha, như nè nó bị ép nè, này cũng hư rồi nè, nào nó ít đó, nó tầm 90 trái thì nó dày cô chú anh chị, bự lắm đó, bự tảng đó ha. Một trái nó số nó bị nhỏ nè, nhưng mà nó không có dài, nó không có nhọn ha. Để em kiếm mấy cái buồng mà nó khô quá nó nhỏ nè. Cái mã lai bầu này thì nó nhỏ chứ nó không có cái dạng mà nó nhọn quá, nhọn quơ đâu cô chú anh chị. Đây nè, cái này là nó khô quá khô rồi cô chú anh chị. Nó khô quá là nó giống như vậy nè, cái khô quá thì ở trong nó có mọng rồi đó. Rồi đây là cái quy trình mà em dạt em ươm nè cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị thấy không, cô chú nhìn nhìn cái bề ngoài của nó cô chú anh chị thấy là nó còn đỏ nè, nhưng mà cái da của nó là cô chú anh chị thấy không, cái da của nó đã đỏ rồi nè, là cái này á, nó hút nước được. Còn ví dụ mà nó khô quá như vậy đi cô chú anh chị thấy nè, nó khô quá như vậy nè cô chú anh chị thấy không, cái da của nó sẽ nó ít thấm nước lắm. Nó thì mình phải tưới đó. Cái dừa này là em dạt cho khách người ta về, người ta tự ươm nè, em để riêng nè cô chú anh chị, ta yêu cầu dạt giùm cho người ta để về người ta ươm ha, thì em cũng làm cho người ta luôn nè, em không tính tiền dạt giùm. Nói chung mình làm vườn mà không lấy cái gì mình cũng tính tiền người ta tội nghiệp, mình cũng là nông dân mình cũng bán cho người nông dân, em đâu có kinh doanh gì đâu. Nói chung dừa này á ai làm giàu thì làm, chứ em nói thiệt cái này em cũng đâu có làm giàu gì, mình làm được gì mình làm thôi. Cũng như đi trồng cho khách vậy, em trồng thì em đâu có tính cây tính gì đâu, thì em cũng tính giống như mấy người ta đi mần thuê 200-300 ngàn ngày thôi đó, có khi mình cực hơn ta nữa, nhưng mà em không có tính gì hết, là miễn vui là được rồi đó. Còn những cái này là những cái dừa trái bự nè, em có làm dấu nè cô chú anh chị ha, nè trái bự thì nó bự hơn của người ta này cô chú anh chị, nè nó bự hơn cái bầu một chút nè cô chú anh chị thấy ha, nó bự nè cô chú anh chị thấy không đó. Rồi ngày hôm qua thì em có làm cái clip mà em thấy nó không có đáng để làm em mới xóa, nhưng mà em cũng cho cô chú anh chị xem. Tại hôm qua em có vô cái vườn của ông chú thì em có mình cũng không muốn quay vườn của người ta nữa, thì em có xin cái ổng có nói là cái vườn của ổng là vườn mã lai chu, thì cái trái mã lai chu này cô chú anh chị, thì em có về em cho ba coi á, thì chú ổng nói là hồi đó ổng mua mà sau này người ta lái người ta nói cái này là mã lai chu, thì nó cũng giá như mã lai bầu thôi, nhưng mà cái trái nó hơi dài nè cô chú anh chị thấy không nè. Còn cái này là mã lai bầu nè cô chú anh chị, này tại hôm qua em chặt cho khách uống nước á, rồi em chặt ra em thử nghiệm luôn, thì em thấy nó cũng vậy thôi, nó dày vỏ hơn chút thôi, với cái trái nó thì hơi nó dày nè cô chú anh chị nè đó ha. Đó còn cái này là mã lai bầu nè cô chú anh chị đó, cô chú anh chị thấy ha, cô chú anh chị nhìn rõ ha, mấy cái này là em chặt ở vườn khách tới em cho khách uống nước á nè cô chú anh chị. Này là mã lai bầu, còn trên đây là chu nè cô chú anh chị nhìn mình thấy ha. Rồi em cũng có nói thì mua giống nào trồng giống nào cũng được hết á, em buôn bán đây em không có như mấy ông ở trên mạng mà cứ bán giống nào khen giống đó, không có đâu. Trồng cái gì mà mang lại kinh tế cho mình, mà mình mang lại cảm giác an toàn cho mình là được rồi, quan trọng là cô chú chịu khó kỹ lưỡng một chút. Em nói cô chú nghe, cô chú trồng á cô chú đừng có nghe ai trên mạng mà nói bậy nói bạ hết á, cô chú trồng á cô chú á lệ thuộc vào lá dừa á. Em mới gặp người khách nè, ông khách ông nói sao cô chú anh chị biết không, ông nói á tôi trồng tôi qua tôi trồng 350 gốc mà giờ lái nó không, nó nói cái đó không phải dừa mã lai, dừa của tôi nó mắc kẹt nó vàng hè không phải dừa mã lai. Trời ơi giờ á tôi mua về tôi dăm vô chứ vậy thua rồi, bởi đừng có nghe ai nói gì hết á, vô vườn mua đi rồi họ rồi á mới mới biết chứ mua trôi nổi mua ghe mua xuồng là chết luôn đó.
Thì cái đó là kinh nghiệm đó. Rồi em cũng có một người khách đó từ An Giang ta chạy lên mà chú đó cũng bán dừa giống luôn. Không biết chú có xem được cái clip này không ha. Chú cũng bán dừa giống luôn. Chú nói á, là phải tới vườn mua đúng giống mới được. Chứ đừng có nghe ai đó, nhiều khi tới vườn mà không thấy cây dừa mà thấy người ta ương dừa cũng không dám mua nó. Tôi chấp nhận sao mà tôi lên tôi thấy đúng giống là tôi chịu rồi. Chú mới hốt năm sau dục que chú chở về cũng đứt ruột luôn á, thấy tội nghiệp á. Chú lớn tuổi rồi chú cũng bán giống luôn mà chú bán dừa dứa nha. Đó người ta cũng kinh nghiệm đầy mình đó. Em đây em đâu có bán cho người trồng, em bán lái mối rồi em bán cho nhiều người lắm cô chú anh chị đó ha. Thì đây là sơ bộ cái dừa mã lai bầu khô đó cô chú anh chị. Thì ươm thì nó cũng dễ lắm cô chú anh chị. Em nói cô chú anh chị nghe nè, em lựa là em lựa tại sao một buồng á, thí dụ một buồng dừa này đi, đây là đây nè, một buồng dừa dày nè, thì em sẽ lựa ra những cái trái em cảm thấy mà cái tỷ lệ lên mầm cao em mới lấy cho khách, chứ không em những cái trái như vậy em cũng không đưa nó nè. Đó nó nhỏ hơn của người ta nè cô chú anh chị thấy nè ha, nó nhỏ hơn em cũng không có đưa cho khách nữa đó. Em chỉ lựa những cái trái bự trở lên thôi. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị xem ha, cái cân nặng giữa cái trái dừa mã lai bầu này nè là nó khô rồi thì nó cân nặng bao nhiêu ha. Ha cô chú anh chị, rồi đây là cái cân thần thánh của em ha, cái cân này em không có chỉnh sửa gì nha cô chú anh chị. Thì trên đây là cái trái khô ha, bây giờ em cắt trái ra đi. À, em cắt trái dừa hay là cắt trái bự hả ta? Cắt trái bự hay thử coi ha cô chú anh chị ha. Rồi dừa khô nha chứ không phải dừa tươi nè cô chú anh chị nghe này nha. Đó rồi em sẽ cân cho nó bao nhiêu ha, là cô chú anh chị coi ha, nó khoảng gần ký sáu rồi đó, là trái khô đó nè. Trái khô nó về nè cô chú anh chị, có con tay à em làm nè cô chú anh chị, thấy không, cái vỏ nó đã đỏ rồi nè ha cô chú anh chị ha. Đó cái vỏ nó đã đỏ rồi nè, chứ em không gạt cô chú anh chị nha. Rồi rồi em sẽ lấy cái trái này thì nó khô queo rồi ha, khô queo luôn rồi nè. Cái này là cái dạng này là dạng chuẩn nè cô chú anh chị, còn cái này nó bự quá rồi, này bự quá rồi cô chú anh chị ha. Lấy cái này đi, cái này là nó gần ký hai cô chú anh chị, ký mốt mấy á cô chú anh chị, thấy khô mà nó đã dày rồi nè ha. Thì cô chú anh chị tự tính ha. Thì rồi em sẽ lấy cái trái dừa bự, cái trái dừa bự coi nó khô nó nhiêu ký. Đây nè em gạt rồi nè, nó bự nè coi cô anh chị, nó bự hơn cái kia ha cô chú anh chị, thấy không, đó nó ký rưỡi hơn ha cô chú anh chị ha. Rồi thì đó là những cái gì mà em làm cho cô chú anh chị xem á. Rồi cô chú anh chị xem nè, thật cái trái dừa mã lai khô này nè, cái cơm nó có dày không, nó dày cơm lắm cô chú anh chị. Nè cô chú anh chị thấy không, đó đó là những gì mà em cho cô chú anh chị xem cái cơm cái của cái trái dừa mã lai đó cô chú anh chị xem nè ha. Đó cái này là dày cơm lắm nha cô chú anh chị, đó cô chú anh chị xem nè ha. Rồi thì trên đây là những cái gì mà em cố gắng em đúc kết những cái kinh nghiệm rồi thực tế cho cô chú anh chị xem ha. Thì khô này thì cũng dễ ươm lắm cô chú anh chị, cái mấy cái trái khô này nè, em nói cô chú anh chị nghe những cái trái dừa khô này nè cô chú anh chị nhìn ha, những cái trái dừa khô này chả, có con tay à, hơi cực, trúng giò chắc ăn mày quá. Những cái trái dừa khô này để em cho cô chú anh chị xem ha, thì đa số những cái dừa mà em lựa ra cho khách đó, thì nó chuẩn lắm chứ không có tầm bậy tầm bạ đâu. Cái xác suất tỷ lệ nó ươm cũng cao lắm cô chú anh chị. Thí dụ mà 100 trái em lựa ra cho khách đi thì tại vì ươm cũng phải lên 90 trái cô chú anh chị, rồi có thể lên 95 trái không chừng nữa, em nói thiệt. Thì do mình ươm thôi chứ 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 đừng có giả ra giả vô.
Nè cô chú anh chị thấy ha, những cái trái dừa mà em lựa thì nó có thể là nó sẽ như vậy rồi nè. Nè cô chú anh chị, cô chú anh chị về chỉ việc ươm thôi là nó sẽ ra. Cô chú anh chị thấy ha, đó những cái trái dừa mà em lựa cho khách đó, đa số nó đã có mầm ở trong rồi đó, cái tỷ lệ nó ươm nó đạt lắm, nó không có ấy đâu cô chú anh chị ha. Thì cô chú anh chị cũng thấy rõ rồi đó, em thà em bán em coi giữ cái uy tín chứ em không có dạng mà ấy đâu. Một buồng dừa như thế này nè, em có thể em lựa ra chừng 4-5 trái à, là em tối giản được cái tỷ lệ hao hụt cho khách, cho bà con nó chứ. Em không bao giờ tiền bạc đối với em nó thiệt, tiền buôn bán này tiền bạc nó không quan trọng đâu cô chú anh chị. Đồng ý tiền nó quan trọng nhưng mà cái này là về lâu về dài là quan trọng lắm, cái uy tín về lâu về dài nó quan trọng lắm. Thì đôi lời gửi cô chú anh chị ha, có gì ủng hộ em thì ai đặt dừa thì cũng ráng đợi em nha. Tại vì dừa thì cô chú anh chị thấy trại ươm nè, mấy trại ươm này, nhưng mà thật sự em cũng hơi bê trễ, cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Rồi em xin kết thúc clip tại đây, cảm ơn cô chú anh chị ha.